Ngày thứ hai. Hôm nay, con hãy đem đến cho ta linh hồn các linh mục và tu sĩ, nhận chìm họ trong lòng thương xót hải hà của ta. Chính họ là những người đem đến cho ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn đầy cay đắng của ta. Họ là những ống máng để lòng thương xót của ta tuôn chảy qua họ xuống trên toàn thể nhân loại. Ôi Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa ban ơn thánh cho các linh mục, tu sĩ nam nữ hiến dâng cuộc đời phục vụ Chúa, ngõ hầu họ có khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, và để mọi người thấy việc họ làm mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đang ngự trên trời. Lạy Cha hằng hữu, xin ghé mắt xót thương nhóm môn đồ được tuyển chọn. Nhân danh tình yêu bắt nguồn từ trái tim con chí thánh của Cha, trái tim Chúa là chốn náu thân cho các linh mục tu sĩ. Xin Cha ban cho họ quyền năng và ánh sáng của Cha, để họ có khả năng dẫn dắt các kẻ khác trên đường cứu độ, và cùng nhau ca ngợi lòng thương xót vô biên của Cha muôn đời.